Thiêm Liêm xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Khi chết, thì chúng ta sẽ đi về đâu? Khi chết, người thiện và người ác, thần thức chiêu cảm cảnh giới không giống nhau, thì đầu thai cũng không giống nhau. Trong Kinh Địa Tạng đã nói, những người mà phước báu lớn, tu tịnh ba nghiệp, thanh tịnh chứng đắc những pháp tu của Phật Pháp, thì sẽ sinh về cõi của chư Phật. Cõi Phật, cõi cực lạc, còn gọi là An Lạc Quốc, một cõi chỉ toàn các điều vui và thanh tịnh, mà không có sự bi ai, khổ lão hoặc luân hồi. Thế giới Tây Phương cực lạc là thế giới mới hưng khởi, tuyệt nhiên không phải là rất cổ xưa, mà năm tháng rất trẻ. Ở trên kinh chúng ta đều đọc qua, A-di-đà Phật thành Phật đến nay mới chỉ có 10 kiếp. Thời gian này rất ngắn, thế giới khác đều là tương đối cổ xưa, đều là trải qua vô lượng kiếp. Thế giới cực lạc mới có 10 kiếp, cho nên rất mới. Những người trong thế giới mới thành tựu này từ đâu mà đến? Không phải sinh ra lớn lên nơi đó, mà là từ các nơi di dân đến nơi đó. Mười phương thế giới di dân đến A-di-đà Phật, đối với những người di dân này kiểm soát cửa khẩu rất chặt, thận trọng lựa chọn. Nếu như tâm hạnh của bạn ác thì bạn không thể đi được. Ngài không để bạn đi, cho nên phàm hễ là người sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc thì đều là người tốt. Thế giới Tây Phương cực lạc không chỉ A-di-đà Phật chính mình đích thân dạy học, giảng kinh nói pháp chưa từng gián đoạn, mà còn mời mười phương thế giới chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát thường đến thế giới Tây Phương cực lạc để giảng kinh dạy học. Cho nên thế giới Tây Phương cực lạc giống như một trường đại học vậy. Sanh đến nơi đó rồi, bất luận bạn muốn học bất cứ môn khóa học nào đều có, đều là thầy giáo cao minh bậc nhất thế xuất thế gian, thiện tri thức chân thật sẽ giúp cho bạn. Lời đó không có duyên thoái chuyển. Những người bạn tiếp xúc đều là thiện nhân, việc bạn tiếp xúc đều là việc tốt, quyết định không có ác duyên. Đoạn hẳn ác nhân, ác duyên thì quả báo ác đương nhiên sẽ không có. Đây là thế giới cực lạc đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm bậc nhất không thể nghĩ bàn. Thế giới Tây Phương cực lạc có thể thay đổi theo cách nhìn của quý vị. Nếu quý vị yêu hoa màu trắng thì sẽ xuất hiện hoa màu trắng. Tùy tâm ưa muốn, nơi đây không có cảnh hoa cỏ tươi tốt rồi úa tàn, không có sinh trưởng rồi chết đi, không có bốn mùa đổi thay mà chỉ có một mùa duy nhất. Mùa xuân hoa lợ, tươi sinh, an vui, hưởng lạc, vô cùng, tự tại. Phật nói với chúng ta, thù thắng nhất là siêu việt sáu cõi, siêu việt mười pháp giới. Ngoài sáu cõi luân hồi ra, còn có cõi A-la-hán, có cõi Bích Chi Phật, có Phật Bồ-Tát. Có Phật, tại sao chúng ta không đi làm Bồ-Tát, đi làm Phật? Đó mới là người thật thông minh, người chân thật có trí tuệ. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta mà giảng bộ kinh, mục đích chính là bảo chúng ta siêu việt sáu cõi luân hồi đi làm Phật. Không gian đời sống của Phật thì lớn, tận hư không khắp pháp giới là không gian đời sống của Ngài, không như không gian của sáu cõi nhỏ. Phật nói khi chết người thiện người ác, thần thức chịu cảnh giới không giống nhau, nên là những người mà luôn giữ đạo đức ưa thích cảnh trời. Cõi trời luân lý đạo đức thì cao hơn chúng ta, những người ở đó nên muốn đi đâu tu dưỡng đạo đức họ sẽ không xuống tam ác đạo, thì họ nhất định đến cõi trời, họ thích nơi đó, người ở nơi đó cũng yêu thích họ, ăn nhịp với nhau. Họ nhất định sẽ không đến tam ác đạo. Trong sáu cõi luân hồi, cõi thù thắng nhất là cõi trời. Chủng loại của cõi trời cũng rất nhiều.
Trong Phật Kinh nói với chúng ta có 28 tầng trời. Tình hình của cõi trời tương đối phức tạp. Nếu bạn nói Thượng Đế, trong 28 tầng trời đều có Thượng Đế. Sự phức tạp của thiên thượng và nhân gian không hề như nhau. Thiên thượng còn phức tạp hơn so với địa cầu của chúng ta. Bên dưới tầng trời còn có cõi Atula, sau đó thì cõi người, cõi ngã quỷ, súc sanh và địa ngục. Tất cả đều là do thần thức của chúng ta mà chiêu cảm đến cảnh giới không giống nhau. Trong Kinh Phật nói, thần thức rời khỏi xác nhanh nhất là 8 tiếng, có người là 2 đến 3 ngày vẫn chưa rời xác. Nhiều người vì tình chấp rất nặng, linh hồn không muốn rời đi. Đó chính là thân trung ấm, giống như thân người không có nhục thể. Chúng ta chết đi, đi đâu là theo nghiệp cảm, sở thích của chúng ta. Nếu thích hưởng thụ thì cõi ngã quỷ địa ngục do nghiệp vì do bản thân chiêu cảm đến. Gặp Diêm Vương cũng là do nghiệp lực biến hiện ra. Bên dưới tầng trời còn có cõi Atula. Phật nói, những người mà vào cõi Atula đều là những người hiếu thắng, tu tất cả các thiện pháp, mà cống cao ngã mạn chính là đọa vào đường Atula. Cõi Atula hay có tên gọi, thường gọi là cõi thần. Những chúng sinh được tái sinh trong cõi Atula sẽ được hưởng nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn cõi người, nhưng lại không được bằng cõi trời. Các vị thần Atula được xây dựng trên những hình tượng to lớn hung dữ, thể hiện sức mạnh vô song của mình. Cõi Atula thì được chia làm 4 chủng loại chính, đó là thai sanh, loãng sanh, thấp sanh và hóa sanh. Atula loãng sanh là chủng loài sinh ra từ trứng thuộc về quỷ thần. Họ có phép thần thông nhờ có phúc báu và giữ gìn chánh pháp. Thai sanh, chủng loài Atula này được sinh ra từ bào thai thuộc về cõi người. Loại này vốn từng thuộc về cõi trời nhưng kém đức, không tích được thêm phước báu nên bị đọa vào cõi thấp hơn. Thấp sanh là chủng loài Atula được sinh ra từ nơi ẩm ướt, thường sống trong biển cả. Chủng loài này thuộc về súc sanh. Hóa sanh là chủng loài cấp cao nhất của Atula, thuộc về cõi trời. Đây là chủng loài có thế lực mạnh mẽ và không sợ sệt, thường hay đối đầu với Đế Thích, Tứ Thiên Vương và các vị thần khác ở cõi trời. Những chúng sanh tái sinh vào cõi Atula là những ai còn phước báo, nhưng vẫn còn mang nghiệp sân hận nghi. Khi sống thì thường hay nóng nảy, giận dữ, hung hãn và hiếu chiến, và có bản tính tự cao tự đại, khinh thường, coi rẻ các chúng sinh khác. Họ là những người hay sân si, xét nét tham gia vào việc không liên quan đến mình. Cõi Atula vẫn có phước báu, nên vẫn có thần lực và cũng như sức mạnh. Tuy nhiên, họ không thể sống yên ổn hưởng phước báu như cõi trên. Phần lớn cõi Atula, chúng sanh sẽ không chịu sự đau khổ, nhưng họ lại phải chịu những phiền não do tranh đấu triền miên. Tính tình ở những kiếp trước nóng nảy hung dữ, nên khi tái sinh vào cõi Atula, họ cũng sẽ có ngoại hình tương tự. Để chỉ cho cõi người, những ai mà tái sinh, linh hồn đến vào cõi người thì có thiện, có ác, có dục, có ái, có thương, có ghét. Đó là những con người sống một đời bình thường, nên có vui, có buồn, có bệnh tật, tai nạn, có phiền não, khổ đau, có bất toại nguyện, có giàu, lo sợ hãi, nhưng lại biết buông xả nhẹ nhàng, nên vẫn thấy có hạnh phúc. Tuy cơm ăn áo mặc đầy đủ không thiếu trước hụt sau, nhưng vì là đời sống con người
nên không thể tránh khỏi luật nhân quả chi phối. Và tiếp theo là cõi ngã quỷ. Vì là những người có tâm tham lặng thì họ sẽ tìm đến nhau. Trong kinh thì thường diễn tả ngã quỷ là bụng to như cái trống, mà cổ nhỏ như cái kim, vì thế đói khát mà ăn uống chẳng được, nên gọi là cõi ngã quỷ. Những người mà đọa vào cõi ngã quỷ thì thường là tham lam, bùn xỉn, không biết bố thí giúp đỡ người, và trái lại còn mưu sâu kế độc để cướp đoạt của người. Sau khi chết, luân hồi làm cõi ngã quỷ. Cõi địa ngục. Những người mà sân hận, độc ác, làm nhiều điều tội lỗi, vừa hại mình, hại người, thì sẽ luân hồi vào cõi địa ngục, chịu đủ điều khổ sở. Cõi địa ngục thì cũng chính là do chính mình cảm ứng mà đến, nên sống trên đời không làm ác. Nếu đời này quá khổ, sống qua đời này, chúng ta tích lũy công đức rồi đến đời sau thì sẽ là thiên đường. Nên nhiều người cứ nghĩ chết là hết, tranh thủ hưởng thụ, đến lúc dứt hơi thở thì hối hận muộn màng, họ đã chuyển đến cảnh giới không gian khác. Cõi súc sanh là tạo nhân si mê lên sa đọa theo thất tình, lục dục, tửu sắc, tài khí, không xét hay dở tốt xấu, chết rồi luân hồi làm súc sanh. Đầu thai về cõi người là tu nhân ngũ giới, không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không dối trá, không rượu trà say sưa, thì đời sau trở lại làm người cao quý hơn muôn vật. Cõi trời thì bỏ 10 điều ác, tu nhân thập thiện, thì sau khi chết được sanh lên cõi trời, nhưng cõi trời cũng vẫn chịu trong cảnh sanh tử luân hồi. Nếu muốn thoát ra khỏi cảnh giới sanh tử luân hồi và đến bốn cõi thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật thì phải tu nhân giải thoát. Bánh xe luân hồi là xoay tròn, hình ảnh bánh xe quay tròn là một hình ảnh rất rõ ràng mà Phật đã dùng để hình dung sự xoay chuyển lên xuống xuất hiện của mỗi chúng sanh trong lục đạo sáu cõi. Khi đầu thai ở cõi này, khi thì ở cõi khác, luôn luôn tiếp lối tự sanh sanh tử không ngừng, như bánh xe lăn. Luân hồi sanh tử, khi chết thì người thiện và người ác, thần thức chiêu cảm đến cảnh giới không giống nhau. Đi đâu về đâu là theo nghiệp cảm, sở thích của họ. Thích hưởng thụ thì làm cõi ngã quỷ địa ngục, do nghiệp và do bản thân chiêu cảm đến. Gặp Diêm Vương cũng là do nghiệp lực biến hiện ra. Tự tánh mê rồi thì gọi là thần thức. Giác ngộ rồi, thần thức chính là tự tánh. Nhiều người tự sát sẽ vĩnh viễn không bao giờ được đầu thai. Phải có người thế mạng mới được đầu thai. Nên tại sao nhiều người tai nạn thường xảy ra ở một chỗ, một đoạn đường? Sự việc chính là như vậy. Những người học Phật lên tụng kinh niệm Phật để cho họ giảm bớt đau khổ. Nếu trước đây họ đã từng học Phật thì họ học rất nhanh. Còn người chưa được học Phật thì trồng được chủng tử an lại gia thức của họ. Dần dần chủng tử tích lũy nhiều lên, ấn tượng sâu sắc rồi thì họ dần dần sẽ học tập. Khi chúng ta hồi hướng, làn sóng tâm của họ cũng cảm nhận được và họ sẽ có tâm cảm ơn bạn vì bạn đang giúp đỡ họ. Không gian của họ không có khoảng cách, nên khi dù là người nhà của chúng ta, nếu có mất, chúng ta muốn tụng kinh hồi hướng thì linh hồn đều cảm nhận được dù là ở nước khác. Những người sau khi qua đời là đã đột phá không gian ba chiều. Những người lúc sống không tin vào Phật Pháp, đến lúc sau khi qua đời rồi, họ mới bắt đầu học Phật
mới bắt đầu hiểu ra và bắt đầu giác ngộ. Nhưng chấp trước của quỷ nghiêm trọng hơn của chúng ta. Họ thấy thân thể của chính mình hủy hoại nhưng vẫn muốn đi tìm thân thể khác, lại tìm cha mẹ để đầu thai. Nếu bạn có người thân trong gia đình mất, người nhà có thể làm nhiều việc tốt, việc thiện để giúp đỡ cho linh hồn, tăng thêm phước báu cho họ. Bạn vì họ mới làm nên họ được nhờ. Trong Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng chính là Thánh Nữ Bà La Môn. Một kiếp Ngài vì thương mẹ, vì mẹ không tu nhân quả nên đã đọa vào địa ngục vô gián. Lúc sống, mẹ của Thánh Nữ không tin vào ngôi Tam Bảo. Thánh Nữ Bà La Môn sau khi cúng dường Phật xong, chiêm bái hình tượng Đức Phật sắc hoa định tự tại vương, cô liền sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả các trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời, thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ. Mẹ tôi sinh vào chốn nào? Rồi Thánh Nữ buồn tủi, rơi lệ, lòng sầu bi quyến luyến với mẹ. Thánh Nữ bạch rằng, cúi xin Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thắc sinh của mẹ con, lay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Phật chỉ bảo cho Thánh Nữ, cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thắc sanh của mẹ ngươi. Nghe lời Phật dạy, Thánh Nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ, nên cô ngồi ngay thẳng, trải suốt một ngày một đêm. Vào trong định, cô thấy thân mình đến một bờ biển rất lạ kỳ, nước trong biển sôi sùng sục, có nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển. Trai cùng gái nhiều đến muôn nghìn chìm lội ở trong biển, bị thú dữ giành nhau ăn thịt, lại thấy quỷ dạ xoa hình thù lạ lùng, hoặc nhiều tay, nhiều chân, nhiều mắt, nhiều đầu, răng lanh chìa ra ngoài, miệng bén nhọn, giường gươm bắt những người có tội, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn đâu. Khi ấy, nhờ lương sức niệm Phật lên Thánh Nữ không kinh sợ. Lúc đó, quỷ vương vô độc đến cúi chào Thánh Nữ và gọi cô là Bồ Tát, hỏi cô có việc gì đến nơi này. Quỷ vương nói nơi này chỉ có hai loại người, một là Bồ Tát, hai là những người chịu tội địa ngục. Ngoài Bồ Tát và những người bị tội thì không ai có thể đến đây được. Và Thánh Nữ nói rằng cô đến tìm mẹ cô. Quỷ vương hỏi mẹ cô là ai? Cô trả lời là Duyệt Đế Lợi. Quỷ vương nói xin Thánh Nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội lữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời, đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà liệm giác hoa định tự tại vương Như Lai, nên bà đã sinh thiên rồi. Cũng chính Thánh Nữ ra sức vì mẹ cô mà liệm Phật cứu mẹ, sau một ngày một đêm đã đạt được liệm Phật tam muội rồi. Những người mà liệm Phật tam muội đến cấp bậc thấp nhất là A-la-hán, cho nên mẹ cô có lợi ích rất lớn, nên cô đã có năng lực này.